Hello, hello everyone. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Còn vài ngày nữa là tới mùa Giáng sinh. Thu Hương thân mến chúc mọi người một mùa holiday tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình nhé. Hiện tại Thu Hương đang ở Katy. Thu Hương là realtor ở Texas. Nếu quý vị muốn biết thông tin về bất động sản ở bất cứ ở đâu trong Texas, Thu Hương đều giúp hết nhé. Như quý vị cần ở Cypress, Towlake, Spring, Conroe, Sugarland, Richmond, bất cứ ở đâu, xin gọi Thu Hương nhé. 832-878-2081. Trong team Thu Hương có người làm loan cho vay mượn tiền cho người nước ngoài luôn nha quý vị. Hãy gọi Thu Hương anytime. Hôm nay Thu Hương đến cái khu Jordan Grange ở Katy. Khu này cách Asian Town chỉ có 10 phút, Katy Millmore 10 phút. Rồi nếu quý vị đi cái trung tâm người Việt của người Á Châu mình ở Bel Air thì là 40 phút nha quý vị. Và cái khu này là Master Community, rất là tốt cho những người có family, có các em nhỏ. Tại vì nó có những hồ bơi dành cho em nhỏ, rồi nó có Lazy River để mình ra đó relax. Rồi nó có cái farm đó quý vị ơi. Cái farm đó quý vị có thể tới đó, họ bán rau tươi, rau lại cải tươi mình mua, mình trả tiền tại chỗ luôn. Hồ bơi, tennis court, rồi walking trail, nó có đầy đủ hết quý vị ơi. Và chung quanh đây có nhiều hồ lắm. Cái khu này nó rất là thương, thấy rất là thoải mái, relax, rất là thích luôn. Hôm nay Thu Hương sẽ giới thiệu đến mọi người cái ngôi nhà của Westin Home. Cái ngôi nhà lầu này là 2 tầng nha quý vị, 2782 square feet. Cái lot là 50, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, có phòng làm việc, rồi có phòng game room. Bây giờ Thu Hương xin mời mọi người vào khám khóa ngôi nhà của Westin nhé quý vị. Như quý vị thấy cái ngôi nhà của Westin nè, bốn mặt đều bằng gạch hết quý vị ơi. Xin mời. Trước khi vào quý vị, vào cái porch này nó rộng rãi lắm quý vị ơi. Cái ceiling ở đây đó là 19 feet nha quý vị. Bây giờ Thu Hương xin mời. Đây quý vị ơi. Quý vị ơi, khi bước vào cái nhà của Westin, cái không gian này nó rộng rãi, thích lắm quý vị. Quý vị thấy cái sói ốc của Westin không? Cái này là cái signature của nó đó quý vị. Cái hình sói ốc rất là đẹp luôn, rất là sắc sảo luôn. Và cái không gian ở đây đó, Thu Hương rất là thích. Tại vì cái mùa Giáng sinh sắp tới rồi, mình có thể decorate cái Christmas tree tại đây nhé quý vị. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ Thu Hương xin mời mọi người tham quan cái ngôi nhà này nhé. Khi mình bước vào bên trong, quý vị sẽ thấy cái không gian này nó rộng và nó ấm cúng lắm quý vị ơi. Nó open hết, mình có phòng khách nè, nhà bếp nè, phòng ăn. Bây giờ Thu Hương sẽ mời mọi người, đây mời mọi người hãy tham quan cái kitchen này. Trước hết là quý vị thấy cái island này, nó dùng cái màu, cái nhà này nó dùng cái tông màu rất là sang luôn, màu trắng và màu xám nhạt. Tất cả đều chung quanh nhà chỉ có hai cái tông màu này thôi. Như quý vị thấy cái island này nó dùng cái màu này, nó chiếu rất là đẹp luôn. Cái island này nó là 10 feet với 4 feet rưỡi nha quý vị. Và cái kiểu của nó quý vị thấy nó là waterfall, nó làm bên hông này cũng bằng cái granite luôn, rất là đẹp. Và nó là cái style là cái bar luôn, mình ngồi tại đây quý vị thấy không, thích ghê chưa. Mình có để ghế tại đây rồi mình ngồi ăn luôn, tiện quá ha quý vị ha. Và rồi bên đây thì nó có cái chỗ này nó nhỏ nhỏ như vậy, quý vị có thể để cái máy pha cà phê. Đây, để cái máy pha cà phê ở đây, mỗi sáng pha cà phê uống. Nó có học tủ luôn trên này, cao ráo đẹp. Đó quý vị, con bước qua đây
Đây, cái kitchen này nó cũng nhiều học tủ lắm nha quý vị. Học tủ lớn, rộng rãi. Trên đó mình có học tủ, có đèn để mình trưng bày, rất là tiện luôn. Dạ, rồi chỗ cái bếp thì quý thấy cái van hút này, cái kiểu hiện đại quý vị. Nó là stainless steel nè. Builder Westin nó xây đồ rất là chất lượng. Cái gas stove ha. Dạ, nó làm cái built-in của cái microwave với cái oven, nó làm cho cái căn nhà rất là sang luôn. Đó quý vị ơi, nó có máy rửa chén ở đây nè. Với lại cái sink của nó dài mà nó rộng nha quý vị. Và cái đây quý vị xem, cái đồ mở nước rất là sang luôn nha quý vị. Họ là good. Rồi bây giờ mình vào đây, mình có cái pantry walk-in nhiều kệ. À, đẹp chưa, rộng rãi, nhiều kệ để cho mình chứa đồ khô đó quý vị. Rồi bây giờ Thu Hương bước qua cái phòng ăn. Như quý vị thấy nè, cái phòng ăn nó build, nó xây cái kiểu nó là tray ceiling. Rồi quý vị thấy rất là đẹp nhé. Và cửa sổ nè, ba cái cửa sổ, rồi thêm hai cái cửa sổ ở đây. Nhìn rất là đẹp quý vị ơi. Ngồi ăn, nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Dạ, từ đây nè ha, từ cái phòng ăn mình có cái cửa để mình đi ra ngoài cái patio. À, cái kiểu patio này cũng thích lắm nha quý vị. Cái ceiling, nó có ceiling luôn cho mình, nó cao 19 feet. Và hai bên nó là nó có deck luôn, nên rất là tiện. Nhiều khi trời mưa gió mình cứ ra đây ngồi ăn, mình cũng không có bị ảnh hưởng gì hết. Quá good. Cái nhà này nó là 4 deck bằng gạch nha quý vị, 100% luôn bằng gạch hết. Quá kiên cố, quá chất lượng luôn. Cái lót này là 50 feet nha quý vị. Bây giờ mình đi vào bên trong. Bây giờ vào bên trong thì Thu Hương mời mọi người tham quan cái căn phòng family của mình đây. Cái ceiling này nó cao 19 feet quý vị ơi. Mà nó xây cái mấy cái kệ này. Đó quý vị thấy không, nó xây mấy cái kệ, nó build in sẵn mấy cái kệ này để mình trưng bày đồ. Rất là sang luôn. Với lại cái nó design cái chỗ lò sưởi rất là đẹp ha quý vị ha. Những cái này là mình phải upgrade nè. Đó, hai bên đều có mấy cái kệ mà nó build in như vậy, sang quá. Quý vị thấy không, căn phòng cao ráo, rộng rãi, open cả nhà, nghĩa là sum họp có thể ngồi coi tivi ở đây, rồi bên đó là nấu ăn, rồi phòng ăn tại đó, nghĩa là gia đình sum họp trong cái không gian này. Quá tuyệt vời ha quý vị ha. Thu Hương quên nói về mấy cái window ở cái phòng khách này. Quý vị thấy họ có window rất là dài luôn, cao dài, open hết, ánh sáng vô đây cả phòng luôn, quá tuyệt vời. Cái window họ làm double window rất là chất lượng nha quý vị. Rồi mình bước vào bên trong này, nó là cái phòng chánh, phòng ngủ chánh là cái master bedroom, rộng rãi, thoáng, đẹp. Và nó cũng có ba cái window luôn nha quý vị. Đó, Westin nó làm mấy cái window, double window rất là sang luôn. Và cái vách nữa, cái vách nó design cho đẹp ghê không quý vị. Đó, cái giường nè, cái phòng này rất là rộng rãi, nó đủ để cho quý vị để một cái ghế ở đây, relax. Rồi một cái tủ để đựng quần áo ở đây. Quá ghét luôn. Bây giờ mình vào bên trong phòng tắm của phòng master quý vị ơi. Đẹp, sang, rộng rãi lắm. Quý vị thấy nó làm cái floor nè. Cái gạch này rất là sáng và cái màu sang lắm quý vị. Nó có hai cái sink. Một bên thì Hương nghĩ là cho quý bà, tại vì nó dài mà nó rộng để mình có chỗ ngồi trang điểm nè, có ghế sẵn cho mình luôn. Và nó làm cái kiểu cái sink rất là hay nha quý vị. Quá tuyệt vời. Bên đây thì nó có cái toilet cho mình.
Rồi cái tới nữa thì cái bồn tắm nó nằm chính giữa. Quý vị thấy cái bồn tắm cái kiểu này rất là đẹp luôn, nó sâu mà nó rộng. Và cái cửa sổ và xung quanh cửa sổ nó design đẹp quá quý vị. Đó, bên đây thì cái sân này dành cho quý ông đây, nó ngắn nó gọn hơn bên quý bà. Và cái Thu Hương thích cái walk in shower này quý vị, nó làm cái thao với cái sàn á cùng một màu. Màu trắng và màu xám nhạt rất là sang luôn. Đó, cả một cái phòng ngủ cùng một màu hết sang lắm quý vị ơi. À, rồi ở đây nó làm chính giữa, nó có một cái closet rộng rãi để mình để khăn nè, quá tiện luôn, đẹp đẹp ha quý vị ha, rất là sang luôn. Rồi mình bước vào bên đây thì nó là một cái closet mà nó có kệ sẵn hết rồi, rất là rộng rãi luôn, nó có kệ hai bên hết. Xong rồi qua đây nó cũng còn một cái kệ nữa, cái kệ để đồ cho mình ở đây nữa, quá good. Rồi nó thông qua luôn nha quý vị, tiện ghê á, từ cái phòng tắm nè, closet nè, rồi thông qua đây thì là một cái phòng giặt, quá tiện quý vị ơi. Nó làm cái kệ này rộng rãi ha, nó để hai cái máy giặt ở dưới, rồi nó có hộp tủ treo đồ cho mình luôn, love it. Rồi mình bước ra đây nữa thì nó có cái mud room này để mà cái này là cái cửa ra ra nè, từ ra ra mình đi vô thì mình chỗ này để mình để giày, để đồ lặt vặt gì đó mình ok. Rồi sau đó mình đi vào bên trái thì là một cái phòng ngủ. Thì cái nhà này nó tiện như vậy, nhiều anh chị em họ muốn ở dưới lầu 2 phòng, tại vì có cha mẹ lớn tuổi thì họ muốn một cái phòng nữa ở dưới lầu, thì cái đây là rất là tiện cho những người có cha mẹ lớn tuổi, có một cái căn phòng dưới lầu để khỏi phải đi lên đi xuống cầu thang. Tại vì ở đây nó, cái phòng này nó có luôn cái full bath luôn nha quý vị. Đây cái là cái full bath luôn. Nếu quý vị có cha mẹ lớn tuổi muốn một cái phòng ở dưới lầu thì cái nhà này rất là tiện lợi luôn. Đó, đẹp lắm quý vị. Và đây là cái lô set nha quý vị, để quần áo, để treo quần áo. Westin này nó làm luôn hai cái kệ cho mình, rất là tiện luôn. Đó. Rồi mình đi ra ngoài này. Ngoài này mình có cái hết bát này để cho khách sử dụng nè quý vị. Đây là hết bát, cái bát nó làm đẹp quá quý vị ơi. Những cái vách như vậy là mình phải upgrade nè quý vị. Cái nhà này nó là 2782 square feet. Cái giá của nó chỉ có 526.990. Và khi mình đã vào bên trong hết rồi thì mình lúc mà mình bước vô cửa đó thì bên phải mình nó là một cái office nhỏ nhắn nhưng mà rất là xinh xắn để cho những người mà cần làm việc from home. Giống như Thu Hương ở nhà cũng có một cái office, một cái văn phòng riêng, thì ở đây rất là tiện luôn. Cái phòng này nó có hai cái cửa sổ này rất là rộng rãi, rồi high ceiling rất là đẹp quý vị ơi. Nó có luôn hai cánh cửa nhé, để mình làm việc được yên tĩnh nhé quý vị. Đó, thích quá, nhà Westin đẹp quý vị ơi. Rồi bây giờ Thu Hương mời mọi người lên lầu nhé. Cái cầu thang nó là một cái, nó đánh một cái vòng cung như vậy rất là đẹp, nó lượn đẹp lắm quý vị. Trên lầu mình sẽ có hai phòng ngủ và một cái game room. Cái kiểu nhà này rất nhiều người yêu thích quý vị biết không. Trên lầu nó open, mình có thể nhìn xuống trước nhà nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi bên hông này thì mình nhìn sau nhà, nhìn xuống phòng khách, phòng ăn đều thấy hết, open rất là tiện luôn. Đây là cái game room nha quý vị. Game room đủ để cái chỗ này cho các cháu nè, để cái game nè. Rồi nó có ba cái window, ba cái cửa sổ nhỏ, cũng đã đủ ánh sáng. Cái game room đây nó dễ thương không quý vị, có chỗ đi mình ngồi coi movie. Nó cũng là tray ceiling nha quý vị.
cái xoắn ốc này Thu Hương thích dễ sợ luôn, rất là đẹp. Bây giờ Thu Hương vào hai phòng ngủ ở trên lầu. Đây là một cái phòng ngủ thứ nhất ở trên lầu nhé. Cái phòng này trang trí màu đen màu trắng dễ thương quá, phòng cho em bé. Đây quý vị. Ở đây được cái là nó làm cái closet, nó làm cho mình hai cái kệ để mình treo đồ, rất là tiện. Quý vị thấy không, nó đi cái tông màu tất cả đều màu trắng với màu xám, rất là sang luôn. Rồi bên đây là một phòng thứ hai ở trên lầu, rất là xinh xắn luôn. Và nó cùng một cỡ với cái phòng bên kia, cũng cái closet. Closet đây rộng rãi. Và hai phòng sẽ xài dùng chung một cái bathroom, nhưng mà nó có hai cái bồn rửa mặt riêng nha quý vị. Cái phòng ngủ này thì vào bên đây nó có một phòng rửa mặt, rồi nó đi thông qua đây là một cái bồn tắm, cái toilet. Xong rồi mình đi thông qua bên đây là có một cái bồn rửa mặt nữa để cho cái phòng ngủ kia bên kia họ dùng, rất là tiện luôn. Đó, quý vị thấy không, rất là đẹp luôn. Quý vị ơi, hôm nay là Thu Hương giới thiệu đến quý vị cái ngôi nhà của Westin, rất là sang, chất lượng. Quý vị thấy không, cái cách nó design, cái xoắn ốc này nè, là cái signature của nó, rất là công phu luôn, quá đẹp, quá tuyệt vời. Với lại quý vị thấy cái kiểu nó xây ở trên này để mình trưng bày luôn không? Rồi bốn cái cửa sổ ngay cái chỗ cầu thang nữa, rồi đứng trên đây nhìn xuống lầu nó quá tuyệt vời. Cái nhà này nó là 2.782 square feet. Cái giá base của nó là 526.990, không có mắc đâu quý vị. Cái tiền thuế của nó chỉ có 3 chấm, khi mình xin giảm, sau khi xin giảm thì chỉ có 2.8. Tiền SOA chỉ có 1.125. Mà ở trong một cái khu nó rất là nhiều activity cho những người mà có các con nhỏ. Tại vì nó có hồ bơi, nó có lazy river, nó có sân đánh tennis, rồi nó có walking trail, nó có dành có hồ bơi người lớn và em nhỏ nữa, rồi nó có cái farm để cho mình đi mua rau cải tươi nữa. Và cái đây á, thì nó gần cái khu chợ của người Á Châu mình, đó là Katy Asian Town. Nó rất nhiều chợ ở đó cho người Á Châu mình. Và nếu mình đi trung tâm người Việt ở Bel Air thì ở trên đó thì quá lớn rồi. Hồng Kông, Kim Sơn hay là phố Tàu gì là đầy đủ trên đó, chỉ có 40 phút thôi quý vị. Nếu mà đi trong cái giờ mà không có bị kẹt thì nó nhanh hơn. Rồi cái Katy Mill thì nó cũng gần đây, đó là một cái mall outlet, cũng có 10 phút, rất là tiện nha quý vị. Thu Hương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của Thu Hương. Thu Hương mới bắt đầu làm về nhà chỉ có vài tháng nay. Nếu mà có gì sơ sót xin quý vị thông cảm nhé. Cũng rất mong quý vị thương Thu Hương ủng hộ, like and subscribe để Thu Hương có tinh thần làm nhiều video hơn cho quý vị xem. Và Thu Hương là realtor ở Texas, bất cứ khu vực nào ở trong Texas như Katy, Richland, San Fredo Lake, Conroe, Montgomery City, Richmond, xuống lên bất cứ ở đâu quý vị hãy gọi Thu Hương. Thu Hương là specialist vào nhà mới, giống như là quý vị muốn chọn hướng, chọn đất, build nha, hay là muốn mua nhà xây sẵn, rồi nhà cũ, commercial, Thu Hương đều làm việc hết. Thu Hương giúp mọi người rất là tận tình luôn. Và trong team Thu Hương có người làm loan, có người làm cho vay mượn tiền luôn, dễ thương lắm quý vị ơi. Và ở nước ngoài đều vay tiền, mượn tiền được nha quý vị, Thu Hương có người làm hết cho quý vị. Ở Việt Nam hay bất cứ ở đâu muốn mua nhà hãy gọi Thu Hương 832-878-2081 nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc mọi người một mùa holiday, một mùa Giáng sinh
an vui, hạnh phúc bên gia đình nhé. Thu Hương cảm ơn rất nhiều. Bye bye.